Anh Dũng anh đang xách gạch tuyết. Hồng ơi bảo anh Dũng là thôi cho bọn em được nuôi cây với các anh mới. Không anh em tao đảo hết cây như anh đấy. Đo chứ. Đặt thương hiệu tôi phát bạn đây. Mời anh em vào xem. Anh em đang đi chốt bạch tuyết đây ạ. Cái này có tên này không biết là của ai chưa. Để đi chọn nào. Đây chào em. Ừ, em mới đến à. Đây anh em đang đi mua bạch tuyết nha anh em ơi. Livestream trực tiếp. Đây em Mạnh Meo đang xách một chậu bạch tuyết đây. Đây là ở trên Tam Đảo nhá. Chậu được này. Khéo đừng đặt xuống đất kìa. Chậu bé này đẹp này. Chậu này đây. Đây, chậu này. Bạch tuyết đây anh em ơi. Đây Tâm ơi. Chậu này đẹp. Cái con mà bạn cầm có khi lấy con. Sạch đây anh em ơi. Đây, anh em đang đi cướp bạch tuyết này. Đây anh Dũng anh đang đi nhặt hết bạch tuyết này. Ơi, con này. Bác ơi. Con này đâu anh? Sạch ra. Được. Sạch đi, sạch hết ra đi. Sách ra ngoài đi, sách ra ngoài kia, sách ra ngoài luôn. Này này. Cầm ra ngoài đi. Đây, chuyển ra ngoài đi. Đây bạch tuyết nha anh em ơi, đang giao dịch bạch tuyết nha. Lấy hết đi, sạch hết đi. Đây mang ra đi, đây để mang ra. Đây, mang ra hộ cái chậu này cái, chậu đẹp này. Anh hộ em ơi, đây, anh danh hộ khay nhỉ. Đây, bê hết đi. Chọn cây nào đẹp bê hết đi. Anh em ơi. Mỗi em lấy tí. Bạch tuyết đây. Cây đẹp này. Đâu xem còn chậu đẹp không. Không tên à? Không tên sạch được, cứ sạch. Đấy, con này không tên đây. Ê, hộ em cái này. Từ em cứ bóp lại sớm quá. Rồi, toàn vườn rồi. Thôi, nó cửa ra đi em ơi. Có sạch cái nào anh sạch cho. Còn không tên này có bán không? Không tên này. Không tên đấy bạn. Bạn lấy cái nào? Cầm bọn tôi ra, cầm. Ok. Búp hết. Cứ cầm ra đi. Bạch tuyết đây anh em ơi. Đẹp. Kia lấy được. Sợ Hiếu rồi. Không biết là lấy hay là Hiếu bán cho thì sao anh. Đây chọn hết rồi. Anh em chọn hết các cây đẹp. Cây này ok này, có một mầm gốc này. Không đo thân già này. Phải không anh? Không, cái này không bệnh. Không. Cây khỏe. Đấy, gom hết bạch tuyết. Xem bạch tên không anh? Xem tên của Thanh Linh. À đây, Thắng Linh, không được anh. Không được à? Cái này của mấy nhà?
Vâng. Con này đẹp chung nhau. Con này đẹp này. Bạch tuyết. Bán đi cho mày mua, bán rộng mua. Cái này chung rồi bỏ bớt lại. Có mà, không, chủ vườn mà lấy được mà. Đó, vừa xách ra rồi bảo chung cái bớt lại này, Trinh vừa bảo. Tôi em vừa hỏi chủ vườn kia đây. Trinh rồi vừa xách ra. Cái này xách được đúng không? Đấy, xách được. Cho Trinh nhé. Trinh rồi, Trinh vừa để lại. Ờ, được xách ra tính tiếp. Nào, đây. Đặt vào kia đi. Đây, Bạch Tuyết đây. Chủ vừa đang ngẩn ngơ rồi. Cái chỗ này có ai lấy này hay là riêng? Đặt hết rồi. Cái ngọn. Bạch Tuyết bảo chủ yếu là Bạch Tuyết, tất cả là Bạch Tuyết. Đặt hết vào đây đi anh em ơi. Chuyển hết Bạch Tuyết đây cái. Được rồi, tí nữa. Chờ tí. Ừ. Rồi. Hôm nay hết đồ chơi. Bán đi. Xuống nhà anh bán lại cho, thậm chí nó chỉ giá gấp đôi thôi. Đây Dũng Trang đang không bao giờ lấy hơn. Nếu mà lấy hơn gấp đôi anh không bao giờ nhìn mặt bà con ở đây. Đặt hết vào đây đi, đặt hết, em cứ tìm chỗ đi. Đặt đây để giao dịch, đặt hết đây. Khác biệt. Đây đặt cái dê này thì được, không sao đâu. Rồi đấy. Anh em để ý nhá. Người không cần uống nước. Để luôn ở trong cốc kia. Để luôn trên khay cốc được đấy. Anh em ơi lấy nước lên đo đi. Bây giờ mình nói cái đo nó đấy thì kìa. Lại lấy cây về kìa. Không có tên. Năm trăm một sen bạn Trần Văn Quán ơi. Đang giao dịch 5 cái trắng Bạch Tuyết nhá cả nhà nhá. Không tên. Chào 110 anh em nhá, ở nhà chia sẻ giúp em ạ. Tuyệt. Đấy cái này. Vô tất vào đây. Để đi. Cái mặt nó khéo luôn kìa. Cứ bình tĩnh một cây còn đấy. Có tên rồi. Cất luôn đi. Đây, anh em Tân Đảo chuẩn bị khóa già này. Ông vui đấy.
Mày thứ. Không thể không không. Không ai đi mà không ai đi bán đâu. Mày vào thế. Mày luôn. Đang giao dịch với đứa. Đang bắt đầu đây. Đông lắm em. Dạ mà anh chào Hường Hoàng. Em chào chị Thúy Nga nhá, chào anh Giai Đoàn Viết. Cả anh em yêu Lan trên cả nước đang có mặt tại Tam Đảo và Lan Hùng Tam Đảo. Người đã gọi là trong sân dịch. Anh Viết là gì cũng tên. Chào hôn á. Của anh Lâm đấy. Chào anh em. Chào anh em. Cướp ra rồi lại cướp nào? Cứ mang ra thì chủ gia lại mang vào đây. Tất cả anh em đang xem nha. Cao con, anh em đang cao con hết rồi. Vườn Lan Hùng Tân Đảo nhá. Tu. Mình lại cầm tiền này lại đi mua các vườn khác cho nó zoom. Mai là đi mua cho zoom bình thường không cả. Cho đi không lấy về đấy. Bây giờ đo đi nhỉ. Đo đi thước ạ. Anh em ơi, lấy thước đi. Chào mọi người đi nhá. Hello nhá, anh chào cả nhà nhá. Thôi, dù sao đấy, đúng chẳng bỏ gì rồi. Anh ạ. Có chẳng bỏ gì rồi. Rồi làm được chưa? Rồi làm được chưa? Làm được chưa? Đây chúng tôi làm việc chưa? Vâng. Để tôi đi. Để mai đi mua. Mai chúng tôi làm lại cho. Mày bắt hết thế thì lấy em nó lấy đâu ra giống. Ôi, nếu mà anh em chia sẻ rồi. Bây giờ các anh các chị chơi thế nào chơi để cho anh em Tam Đảo tham gia chơi cùng. Bây giờ thì các anh xách ra như này thì bọn em không còn đồ chơi nữa. Đồ chơi mai anh xuống em. Anh thích đồ chơi thì em cho anh đồ chơi đấy. Nhưng mà lại một cặp đôi thì bọn anh cứ... Đúng rồi, đấy là... Một cặp đôi cho em về. Bọn anh xuống bọn em lại một cặp đôi tiếp. Còn sau thì không thế mới nhân được chứ. Gấp 3 mà. Đúng không? Phải nhân như thế mới nhân được. Em chào tất cả các anh ạ. Anh đang hướng với bà con rồi. Lên nhà anh chỉ bán lại gấp đôi thôi. Chứ nhờ. Không cao hơn, không có tạo. Nhưng mà nếu mà anh em ngành kia anh đang nhà em không có lần thấy đâu. Có tổng đi đâu, tổng như thế này. Chưa nào dừng anh ở nhà cả đâu rồi. Không đúng rồi đấy. À, anh em ơi. Bây giờ này em. Đo cho đội đo bây giờ là đo cây những chậu là anh Dũng nhỉ? Để tôi nói chuyện tôi làm việc này. Ừ. Bây giờ này. Tất cả chỗ này, tất cả chỗ bạch tuyết này. Tất cả chỗ bạch tuyết này là anh Dũng lấy hết. Không. Tớ xin lỗi bạn một câu này. Không tí bất anh thợ anh chia. Đây là bọn anh đại diện để đại diện chưa, để đại diện. Thế thì anh Dũng một ít với lại anh em một ít. Đây không, bọn anh đại diện. Để nó Dũng đại diện đi. Không. Bây giờ thế này đi, của ai nhặt thì cái người đấy. Anh nhặt được. Tí chia sẻ sau anh em ạ. Đồn hết vào. Đúng rồi. Bây giờ đo nhảy dịch ra đo xong chậu nào lấy luôn ra chậu đấy. Anh em nhảy nhá. Đo xong chậu nào lấy luôn chậu đấy này. Dịch ra tôi xem. Ai
Anh xem thước này. Chậu này đo xong bỏ ra này. Đặt sang bên đấy thôi, chậu này đo xong này. Anh em ơi. Đây, lấy một chỗ này đi. Đo xong bỏ ra này. Đây anh em đang giao dịch bạch tuyết nha anh em nhé. Đây của anh Dũng Trang lấy lô bạch tuyết này. Hả? Đâu rồi anh ơi? Bây giờ để tập trung hết một chỗ. Đâu rồi, cái chậu kia đâu rồi nhà Thuần ơi? Ơi mang đây cho anh. Để hết đây đi. Loa không hết lỗi như nhiều này không hết được. Đặt đây đây, cả nhà nhờ đấy, tí nhá cả nhà ơi. Anh đặt ra đây, đặt cái chậu dài đặt ra đấy. Đấy. Đặt. Đây. Thôi được, để đây đủ anh ạ, đủ. Bây giờ không buồn đâu. Đại ca ơi, trong bên còn lô Phú Thọ này. Ê, xin lỗi. Cái này đẹp hết. Cái này chẳng có tên, con lô bạch tuyết mà. Không, cây kiệt. Đây này, không phải bạch tuyết à. Trên đấy nó chưa có hoa. Anh em đang giao dịch bạch tuyết tại Tam Đảo. Vườn nuôi cây rất là đẹp, có bao nhiêu cây là anh em nhấc hết. Bỏ hàng này ra đây. Đây công tác đang chuẩn bị đây ạ. Đang đo để thanh toán. Bà Đông ơi, cây này của tôi. Anh ơi. Ôi Thuần ơi, kiểu cho anh cái xe. Tải chở luôn anh mang về luôn. Hạnh ơi. Hạnh điện cho Hà Bình Phước nói chuyện với tôi đang live stream, Hà gọi nhiều. Rồi, cứ một cây một hàng, tí mình kiểm lại cây là ok. Một cây một hàng, tí kiểm lại cây là ok. Xin chào 300 anh chị em đang xem live. Tí tính sau hết đi. Thì đâu mà thiệt. Cây lùi rất đẹp. 4 luôn. 5. Tính rất là thoải mái. Anh em yên tâm. Thì về cũng có lời.
Không, cứ lấy hết đi, tất cả là anh Dũng. Anh Dũng lấy hết. Được rồi, có tên rồi, thôi, có tên rồi, thôi. Cái này của ai? Có của ai, của anh Dũng hết mà, có của ai đâu mà. Vào cái không tên nó không bằng giá cây này đâu, anh lấy không tên đâu. Một đúng không? Không à? Ừ. Đó học đâu, đâu đến đây thôi. Đi nữa, chào 300 chị em, anh chị em đang xem live stream của em Hà Cà Chua nhá. Anh em đang giao dịch 5 cái trắng bạch tuyết trên Tam Đảo. Anh Dũng Trang mua của anh em Tam Đảo đấy. Có tên rồi thôi. Có người nhà vườn có chứ. Đây chẳng đánh anh em còn đi HO nào không? À không 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 có tiền đúng không nào? Đấy mới phải phải. Còn đây rồi đó. Đấy, thế chứ bây giờ chủ nhà nó bảo vẫn còn nhiều lắm. Chị, anh em á. Chị, anh em á. Đó, giờ lắm anh ạ. Chào chị ở khu rất đẹp. Điện chưa? Anh em đang sao sọc. Dạ vâng anh. Dạ em chào anh. Không để ý. Sau chuyến đi này thì anh em trong đoàn sẽ nghỉ vào ngày hôm nay và về nhà nghỉ ngơi một hai hôm với về nhà nghỉ ngơi một hai hôm với gia đình, sau đó lại anh em lại bắt đầu đi tiếp. Tỉnh nào mà có cây mời anh em đến giao lưu thì anh em mình sẽ đến. Tới đây là sẽ bắt đầu từ tỉnh Phú Thọ, vì anh em Phú Thọ đã có lời mời thì anh em đoàn về nghỉ ngơi một hai hôm, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển ra Phú Thọ để đi anh em đi tầm lan tiếp. Cả
Không không, anh Thành thì giả lại cái này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cây bên kia là không gọi của mình hơn nữa. Cây bên kia đang đi ở đây. Cây vừa xong ai sát tới là không đi vào đâu. Từ từ. Đánh dấu vườn ăn từ lâm xuống chim mà. Để em làm việc, anh cầm máy giúp em. Cả còn dung đây rồi. Đấy, cái từ này nhá, không phải đâu, còn một số cái không phải, chờ tí làm việc tí nữa ra kiểm lại cái. Đấy, cái kia đó là. Không, tí kiểm chậu là biết mà. Bây giờ đi đếm chậu là biết mà hả? Đây được rồi. Đúng rồi. Đây chậu này đây, trừ đây, ra này. Chậu này là chậu cuối đấy, chậu cuối đấy. Cùng là em có chậu riêng rồi. Cây 52 khoanh tròn này vừa ăn xuống mắt. Đây để mình kiểm lại. Chậu này là anh tên là gì nhỉ? Anh ơi, anh ơi. Xuân Bắc này, cái này Xuân Bắc lấy. Tí nữa không tính. Rồi, một chậu anh danh lấy là chậu nào? Không. Anh xanh giết gì hết. Dân lấy chậu to này. Lấy mấy cái này thôi. Lấy gì nhá? Lấy cái kia đùa lấy bằng này được rồi, lấy bằng này được. Lấy bằng này được. Cái này tính tiền anh Xuân Bắc này. Và bây giờ quyết cái chậu của anh Danh là không có anh Danh không? Không là của máy đấy. Chậu này là không mấy nhỉ? Sắc chậu này hả? Trừ cho mỗi cái Xuân Bắc lá ưu tiên cho Phú Thọ là một cây đấy thôi. Trừ mình Xuân Bắc thôi. Bây giờ muốn lấy nước lên nhà tôi. Ờ. Bắt lại cho chịu. Bây giờ chưa ai chưa có quả bọc vườn. Chuẩn bị. Đấy, đậu vườn nữa mà. Ôi, sao thật. Đây, anh em mời anh em ra xem cây này. Anh em đang kiểm lại. Đây. Hết tiền. Bạn này tính được cái xe nào chứ? Có anh. Anh dùng mới gọi xe rồi. Có xe không? Làm anh xách mấy cái cây này vào vườn anh ấy. Em Hải đâu rồi? Xách vào. Tí nữa. Đưa xách vào đây cho đỡ ấy, đỡ ẩm. Cho đỡ chật. Từ từ anh ơi, xách từ từ thôi. Nhớ nó quay vào. Với... Ai là chủ vườn nhỉ? Anh nào chưa vào cây vào vườn chọn hết đi. Ai chủ vườn tí đứng giao dịch với anh Dũng. Ai chủ vườn đứng thì anh em mình đứng gọn hết sang bên trật tự xong để anh Dũng làm giao dịch với lại anh em. Em ơi, để xếp hết lên bàn. Ừ. Kiểm cây đi xong rồi xếp hết lên. Đếm chậu theo không khí anh em đi mua cây rất là vui. Đây anh trai của Huấn Hoa Hồi. Cá đi mai lấy tiền lại đi mua tiếp là cái gì? Nói rồi mà, Ngọc Kèo nói rồi, đã nói rồi, phải làm thôi. Lên đo, lấy chậu hết rồi. Đó, lấy.
rồi. Tránh gốc cây cả nhà nhá. Trương Phi hành là hay nhất đấy. Hành là hay nhất. Không bán cho hai chậu, lấy một chậu. Về treo trong vườn. Không chưa? Chắc tí bán giờ. Đây chậu năm cái trắng Bảo Duy. Bạn điện cho Hà cái, điện cho Hà. Đi rồi, đi rồi. Ờ sao? Đây là lô Bạch Quyết cả nhà nhá, cả nhà chia sẻ livestream mạnh mẽ giúp em nhá cả nhà nhá. Anh em trên Tam Đảo cũng giữ cây rất là kinh. Mới xuống à? Thiếu gia họ Nguyễn xuống không? Vâng vâng. Gộp vào đây. Để anh em có thể giúp anh ấy. Không. Anh em nhẹ tay giúp nha. Chúng anh ấy bao nhiêu phải tước đấy nhá. Em để cho bọn anh chơi. Anh em đã bỏ một bên chúa thôi. Được, tôi để anh em chơi. Căng rồi thôi. Sót luôn dưới tầm này. Sót để yên ngoài đại thì không sao. Vâng, cho lời thế. Anh Hà phải biết nhiều lắm. Đi thiếu. Mình nuôi được những chậu này cũng thời gian nó dài. Đúng rồi, anh đang bị thối. Vừa anh đang thối nhiều. Đây anh em vừa giao lưu chậu Bảo Duy này. Mời cả nhà xem này. Anh em giao lưu thêm chậu Bảo Duy này. Là xe rất là mừng gốc. Rồi cho mừng kẹp rồi. Kẹp muốn bập rồi. Cái này chốc vấn đề xe riêng ấy. Vấn đề xe riêng em ạ. Đừng để cùng lưu. Đi dây đầu nữa nó khỏi lưu ngay. Vấn đề trên. Anh chào Vũ Thế Thảo nhá. Chào anh em Yêu Lan. Chào 300 anh em Yêu Lan. Cái chất lượng hình ảnh nó hơi mờ, anh em thông cảm nhé. Cái này cũng khô cho anh lau cái này. Đây là làm giao dịch đấy. Làm giao dịch đấy. Xong chưa chủ vườn ơi? À, anh chủ vườn ơi. Xong chưa để... Chấp nhận đồ lại ý. Okay, okay. Đâu rồi, lên để giao lưu lên đây. Xếp cây lên bàn các bạn nhé. Ok, ok. Xếp cả luôn đây vào giờ chiều. Hoặc là để luôn đây đi cho hai anh em đứng đây giao dịch. Anh em mình livestream từ kia vào đây. Được. Cho hai anh em đứng ngay giữa phải di chuyển nhiều. Đúng không? Anh Dung chụp cái bài chưa? Anh Dung ơi. Bây giờ anh trân trọng mời anh ra đây chụp ảnh. Anh đứng ngay giao dịch này. Đứng đây làm giao dịch chủ vườn. Từ tí nữa chụp ảnh sau. Bây giờ đứng anh em làm giao dịch đã. Mọi người đứng live stream thì đứng đằng trước. Anh Dũng làm giao dịch thì đứng ở đây. Thế anh em mình đứng live stream đứng ở chịu lắng mấy phút. Đây mời cả nhà đang live stream quay góc màn hình ở đây. Chịu nắng đứng live stream tí nhá. Anh giao dịch anh
nha, giao dịch bằng thật đấy nha mọi người nha, chứ không phải kiểm đủ số chậu vào được. Rồi ok. Nói to nhá, nói to lên, nói to, ai live stream nói, ai nói to lên. Nào. Cầm máy hộ phát, cầm một cái máy, cầm một cái máy, cầm một cái máy. Đang live, đang live stream. Cái đấy đấy. Đấy đấy. Anh em Tam Đảo. Thì anh em Tam Đảo bọn em chân thành cảm ơn đặc biệt là có anh Dương Trang. Mày anh đâu? Phải đến ra mình bỏ máy ra xin một chậu một lô bạch tuyết này này. Tiền tỷ ra thì ra là ơi. Ít thôi. Bây giờ đã xong. Đông quá. Máy nó có mát rồi. Thôi. Đâu thật ra là bảo tưởng anh em xin thật 100 chậu anh lên đi chia sẻ. Không nhìn thấy hết. Đang nói chuyện thì em quay nói chuyện trước. Mình lại trả một chậu bảo duy. Thôi anh em Tam Đảo em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em yêu lắm. Toàn quốc chúc anh và trăm cây tươi tốt, mau lớn hôm nào cũng lên chia sẻ. Kiểu gì cũng ra đến người nhé. Giá là không lớn, gấp 3 lần này số trong. À, trong nhà anh nhiều. Lên lên lên. Trời ơi, nhà anh đang nhiều HO. Anh có lời đi, anh có lời như này này, anh vẫn cứ theo như mọi lần. Là cây thì anh cứ mua bên em. Sai thì 1 đến 10. 1 đến 100. Không, anh cứ 1 đến 10. Nhờ đúng theo nó sách ra rồi. Đấy, cho nó dấu cho tất cả mọi người đều làm như vậy. Anh làm chi chứ. Đây. Chia sẻ 1 đến 100 đấy. Nhưng mà còn thiếu một cái chậu không tên nữa đâu nhỉ? Đúng rồi, chúng ta không tên đâu. Không có tên. Quay cả luôn. Một chậu bảo duy ngọn như này. Nói chung là anh em là đây nha bà con nha, đây là cây đẹp tiếc. Đây là còn bây giờ là chụp ảnh đi để là tự nhiên này. Ừ, đúng rồi, anh chụp ảnh xong rồi. Xôm lắm anh Nhân Lê ơi. Hôm nay có thấy anh lên cùng anh em Tam Đảo bọn em. Ở đây nhá. Anh Quý thì thuộc chia sẻ cho anh xem này. Ok. Đã. Cộng tổng số xong chưa? Cộng đi. Vâng, mới tính bảo. Không, không xe chở được. Chở được không? Không được đâu, xe mình sợ hỏng đấy. Hả? Sợ hỏng đấy. Xe 2-3 chở là hết mà. Không thì một người sang một xe anh để riêng xe chở luôn hết. Đúng rồi, một xe riêng một xe chở. Anh ngồi chung xe đây. Để riêng xe chở. Hiện nay anh đang hát lên một xe lên em bảo em nhé. Cứ bỏ lên xe đây. Đây hồn ra đến mặt đi à. Về tươi đây đại ca ơi. Theo anh khuôn xe chắc chắn về cây đẹp như này về ghế lên ghế lên móc lên ghế cây đẹp. Không được anh ạ, vẫn được, vẫn phải đặt sàn. Bây giờ nếu như mà muốn để xe mình ấy thì dựng ngược ngọt lên. Lấy kẹp cho anh ít kẹp. Dựng ngược ngọt lên như này. Để sàn được. Để như này đi nó đổ kiệu vãi rãi luôn. Đúng rồi, phải lấy kẹp dựng lên thì anh Dũng bảo. Lấy kẹp. Xong tí mấy nhầm về gần em Dũng nhá. Em ở trước chạy cho tôi. Chuẩn bị cho anh về vừa. Ừ, em về chuẩn bị đi. Đây, em về chuẩn bị luôn đi. Theo anh đúng không? Về phần lấy thêm được thêm cái xe, chở em an toàn. Cầm quay thì đi xe ta bao nhiêu mét đi anh? Đang đi mua lan cướp lan. Không về
9 mét rồi, 9m05. Xong rồi à bạn? Cộng xong kìa. Đấy. Xuống lại đây nhỉ? Mấy em? Mấy ai là sao? Mấy anh mà? Vâng, mấy anh mà. Em bảo gì? Nó bảo xong cho anh hay là vượt chưa? Cứ để đấy. Chở đấy là chim đi xuống nhà. Viên ơi, chụp ảnh lại đi, chụp ảnh lấy cái tờ đấy đi. Đây đây. Viên Viên. Đây, anh em bây giờ chuẩn bị di chuyển xuống vườn nhà anh Thuần. Anh cầm cái này xem. Ra đây, ra đây. Anh em ơi, nhờ anh em mỗi người xách. Anh em ơi, đây chụp ảnh đây. Xách tôi. Cây đẹp. Ê, anh Tuyến là anh xách cái cây đẹp nhất này. Em ra chụp ảnh. Em ơi, chụp vai. Một, hai, ba. Anh em chụp ảnh nhá. Anh chụp vào đây. Anh đứng lại lùi lại cho anh em chụp cho gọi. Vào đi. Có mẹ. Đây quay video này. Đấy, mời cả nhà ngắm anh em đang giao dịch cây giữa nắng hè. Đây để tập hết lúc nào mình về. Này. Đây để mát này, để mát này. Để bên văn đá cái này đây để. Cho xuống. Có lên cho anh. Chưa bao giờ em đóng cây để gửi đi đâu bao giờ. Đây em ơi, cứ như này này. Như này. Cây treo ở xe
Nhưng mà cây cây treo ở xe ok mà. Nắng nóng chứ. Nhưng mà có 10 chậu thôi mà. 10 chậu xuống ấy, mỗi anh em một chai chậu lên xe là hết mà. Cứ xách xuống thì tính tiếp. Thế bây giờ cứ coi như người ta cho đi xem mang về được không? Nhưng mà lấy móc đi chú bạn. Cứ xách xuống đi. Lấy kẹp chưa? Chưa có kẹp. Mời anh em đang xem live stream di chuyển về dưới cách đây khoảng độ 100m thôi. Cách đây khoảng 200-300m thôi để tiếp tục vào một cái vườn nữa để giao lưu cây. Có phải đi 2 phân không? Được, có cách sẽ có cách. Nào bỏ cái gập cái kia xuống em. Cái này thì có thể được khoảng 3 cây chẳng hạn thế. Gập để gọn hết vào. Không gãy được đâu. Từ từ nào. Để anh bảo như này. Dựng ghế lên xong để treo cái bọn này vào ghế được không? Dựng ghế lên. Treo bọn này lên một tí nhờ là được. Treo này đi rung thì nó cũng chả gãy được đâu. Không treo đâu anh ạ, cua lắc không được đâu ạ. Cua lắc nó vả, hỏng đấy. Thế là cầm cho anh để anh tính. Cầm. Để em để cho. Đây. Dựng cái này thì không được. Không. Đấy là đó đó. Để móc này thì không sợ, móc cái chậu này thì không dọn nó trôi đâu, sợ phần nhất phanh gấp thôi. Từ từ em để cho. Em chào, em chào đây, em chào đây, em chết. Đấy, trong luôn cũng được luôn. Này, cái này kim dưới này, kim vô cái lỗ này. Cái hộp không bỏ đi được, nhét cái ba lô vào cái khe đấy. Đây này. Đây nhé, nhét cái ba lô vào cái khe đấy. Đây, nhét cái ba lô vào. Cái hộp không bỏ đi cho rộng. Cái hộp không bỏ ra rộng được để xem có gì. Rồi ok anh, ok. Sắp đầy cốp rồi nha anh em ơi. Đây phanh gấp thì là phanh gấp thì không sợ. Sợ được cuông ngang ngang. Gấp thì ai cứ anh cứ xếp đi tí em chèn được, cứ chèn vào là không có gì đâu, cuông ngang thì mình cua chậm thôi là được. Mình cho cái này thò ra tí được không? Đây này. Không sợ được. Thò hẳn ra được không? À còn mấy cái vali ạ? Còn không gãy được, để cho nó xuôi thế không phải gì. Còn kịch còn không? Bạch tuyết nhá, đây đang đi, anh em đang đi gom bạch tuyết nhá. Không phải gì đâu, cái này cái chậu này nó không chậu ấy. Bây giờ mình đặt cái này vào này. Đây, em đặt đây. Cho sâu vào một tí được không? Cho sâu vào tí nữa đi. Để cái này không nhớ cái vali này đâu. Đấy, và kẹp vào đây. Hộ phát. Sâu những cái kia thì có thể bỏ ra đây này. Xong cho sâu cái chậu vào, tít vào trong. Không rồi anh ạ, ở dưới nó hủm anh ạ. Ở dưới có cái hủm, dưới nó kê một cái ba lô đấy. Mình nghĩ cài vào cái hủm còn tốt hơn. Không. Nhưng mà quay dọc một chút. Đây. Mình cứ đặt để em xoay. Đúng rồi. Sắp đầy xe. Cả nhà mình theo dõi live stream thì chờ em khoảng độ vài phút thôi là xuống đến vườn của Thuần Tam Đảo, chắc khoảng độ 2-3 phút là đến. Cả nhà chờ em tí ạ.